free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. While we are so ashamed to be alive. Break the chains. Trời ơi, cướp hoài, cướp bãi, trận nào vào cũng bị cướp thế này. Mấy ông thanh niên kia lại sang cẩu luôn cái bùa đỏ của tôi rồi. Nghe chơi game. Ôi ơi, gì đấy, gì đấy, ôi gì đấy. Thôi, thôi thôi. Thôi thôi. Thôi thôi, pha này không đánh được rồi. Thôi chạy, 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 chạy. Ê Su ơi. Thì ở dưới kia cũng mất luôn cái bùa đỏ với cái chị Aro mà, con mợ Aro mà. Ok. Ê Su bắn nó đi. Ừ. Thôi thôi nào, nào chuẩn vào Esu. Ui giời ơi. Nè là ông ấy bắn quá. Vẫn phải tự làm tự ăn thôi. Đồng đội bắn như thế này thì chết rồi. Trận này thì lại mắc thọc rồi đây. Nào bị cướp bùa đỏ xong nghĩ sang KS quái nhỏ bên kia xong giờ lại thế này đây. Bây giờ đi hết một 1 phút 40 giây rồi vẫn còn đang ở level 3 giữa chừng. Ôi, khổ quá mà. Gì đây anh Vioma, về đi. Mày không về nó cho về tế đàn luôn bây giờ rồi. Ôi lo lại mở đường đây này. Ôi start con rơi rồi. Chắc xem có thể đã đưa ra đường mid xíu. Ồ nó lại trên combat trên rồng kìa. Giờ tôi mới level 4. Ha, mạng này của tôi. Đó. Đang thọt. Đang thọt nên có mạng cứ phải KS thôi. À, ba thanh niên này. Căng thẳng thế. Lên luôn này. Đánh đi Esu ơi. Đẩy trụ ai, đẩy trụ ai, đẩy trụ ai, đẩy trụ ai. À, chạy đi, chạy đi. Hồi máu và Arum này. Đó. Đó, đó, chạy à. Chạy à, chạy à. Ôi. Tem, Tem ơi. Ngồi Baina lên đi Baina ơi. Ui, tao biến về em rồi. Đó, cái chiêu cuối của mọi người là có thể xoay được chiêu nha. Nên mọi người nhớ vuốt chiêu nha. Từ đấy giờ hơi giọng hơi yếu ớt. Cướp bị cướp hoài, cướp mãi, cướp chán thì giọng nó yếu quá rồi mấy ông ơi. Nhưng mà không sao, cướp thì tôi đã có 3 mạng rồi. Nói chung là trận này mấy hôm nay tôi đánh cứ ngao ngáo thế nào ấy, đánh hết ba server bây giờ kiểu tàu hỏa nhập ma luôn rồi, đánh cứ đơ đơ thế nào ấy. Mấy trận hôm nay chết toàn 3-4 mạng luôn, ăn được nhiều mạng win đấy nhưng mà chết hơi nhiều, là clip chết nhiều quá mọi người chán, chán tôi bảo tôi gà rồi, tôi ấy đồ tôi chỉ không mạnh. Ấy trời ơi, dãy chết à em. Ừ, trận này cái hơi nhiều nhưng mà trên lại đánh nhau to rồi. Trên kia mụ ui rồi ông rát combo kìa. Ui thôi, đi anh AD mình đòi. Veret là đánh tốt phết nhá. Nào chặn đầu ông rát. Từ từ đến đây chặn đầu rát. Nghe chắc anh nhìn rát được thấy đi về rồi. À vài ô trong bụi này. Này 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 này. Ôi mẹ nó được pha chí mạng kìa. Hên ê. Đợt này tôi cứ xui xui kiểu gì á. Đánh game đó, mọi người có thấy không? Đánh game nắm nút, hay kìa. Đánh game nắm nút lướt thế mà gặp toàn chí mạng thôi. À đây, tiện nói luôn thì clip này tôi mang Sirius đi rừng và đối đầu với vị tướng Violet nha. Thì có mấy ông kêu hôm nay có người bình luận ở trong video sáng nay á, cho này thì bảo là vai ô đối đầu vai ô hơi khó nhằn. Thì đấy, clip này tôi sẽ chứng minh cho ông các ông biết là không có vị tướng nào khó nhằn, chỉ có chúng ta chưa đủ khỏe mà thôi. Chưa đủ hay mà thôi ấy. Đấy thế thôi, nhưng mà tôi đánh ngu lắm. Ê, tên lính này anh Flo đâu rồi? Flo bỏ đường cái kia.
Roma làm gì? Đặt co à? À, vài ổ ăn rồi. Chạy đâu cả đây, chạy chạy. Thôi, mất tầm nhìn rồi. Thôi thôi, toang rồi, pha này kẹp chữa rồi, toang rồi. Ôi, toang rồi, có ai nhìn thấy tôi đây không? Ôi, ơi nè, lại pha chết ngáo. Có, hai hôm nay tôi cứ ngáo ngáo này luôn á. Bởi vì kiểu ở server Đài với server Thái kia tôi mỗi server tôi chơi một tối tôi ăn được 6 7 cái mega kill. Lên giờ kiểu sang server này mình hơi bị ảo tưởng sức mạnh tí, mọi người thông cảm nhá. À đây, tiện tiện bảo ảo tưởng sức mạnh thì tôi cũng nói xíu về cái build đồ của tôi. Thì như hai hôm nay tôi mọi người cũng thấy tôi làm khá là nhiều build đồ lạ và đọc cho mọi người, như về kiểu tốc đánh này, vút không tàn này, nhưng mà cái clip ấy tôi lại không bình luận, tôi chỉ ấy thôi. Ông có ông bảo là vút không tàn nó mạnh, đánh mạnh hơn các cái build đồ chuẩn meta của tôi chỉ, thì nói luôn á, mỗi người có một gu, mỗi người có một cách đánh khác nhau nên tôi mới phải làm nhiều clip với nhiều build đồ khác nhau cho mọi người tham khảo. Chứ đâu có phải là tôi ấy đâu, tôi làm một build đồ đâu. Như đi rừng ấy, đi rừng tôi cũng làm cả chí mạng này, chí mạng có build đồ khác nhau, bảo ngọc khác nhau, còn đâu đâu sát thương thì có build đồ khác nhau, bảo ngọc khác nhau, còn cung cũng có build đồ khác nhau, bảo ngọc khác nhau. Nói chung là nó khác hết mà, chẳng qua là nó sẽ có vài cái clip thì như đồ sẽ giống, bởi vì các clip đấy tôi sẽ chỉ cho mọi người cách khắc chế với cách đánh các vị tướng, chứ mỗi người thích một loại mà. Đó đó mọi người thấy không, như đồ mạnh mà, đồ của tôi mạnh mà có phải yếu đâu đấy, đặt ở chân này đó đó mọi người thấy không. Cứ chúng ta khi chơi đúng là phải mạnh hay yếu là chúng ta phải đổ hack lão như thế. Ôi mẹ, là vừa gáy xong vừa gáy xong hai thanh niên nó lên nó cốc đầu cho luôn đó. Thì nói chung là mọi người phải hát trực lão, nó như cái pha bê rát đấy. Tôi đặt ngay chiều cuối, tôi đặt ngay cái huyết kiếm ở chân nên rát ông rát nào vào phát là sốc đi luôn. Ôi ôi ôi, ăn được không đây, ăn được không đây, Floor ơi, và sáng đi Floor ơi. Ồ, ăn được rồi, hên 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 hên. Mà chắc hai thanh niên kia đi rồi. Ôi không sao, đã có sang đến đây, sang đến đây, sang đến đây, sang đến đây, sang đến đây. Ui mẹ, nó hết chiêu một kìa. Cái tiền đâu em qua đấy thì thằng ối à, mẹ bọn mày cướp con rơi của tao, cướp cướp con rơi của tao. Ai gió này, mày cướp rơi tao rồi mày chạy đâu? Đây nhìn mày ùa. Vậy ô thì đó, mọi người ném thiết kiếm đánh thừa đó, quá dễ dàng. Sao mọi người lại sợ vai ô nhỉ? Vai ô tôi thấy bình thường mà. Còn Sinet này với tôi thì tôi sợ, nói sợ thì cũng không đúng, mà tôi ngại nhất là đối đầu với con Kera với cả con Zata, hai con đấy. Còn Vera cũng bình thường, Vera thì nói chung là Vera 1-1 thì cũng bình thường, còn đâu qua Vera đi chung với tem có người sốc đam thì tôi mới sợ, chứ 1-1 tôi solo Vera bình thường đó, tôi chỉ sợ mấy con đấy thôi chứ bình thường à. Ôi rồi rồi như Arum với cả Alistar tôi cũng chả sợ, bởi vì chúng ta đánh xa, chúng ta là thuộc đánh xa ném huyết kiếm lo gì mấy thanh niên đó áp sát gần đó. Đấy đây như pha này, đây rồi mạng, đây rồi mạng, đến rồi mạng, mạng về bản, mạng về bản đó. Ui, sát thương nào, sát thương chuẩn chưa, mọi người thấy sát thương nét chưa? Đã hai thanh niên này, hai thanh niên này đấy, đó lướt như thế thì làm sao đâu thua được mọi người, lướt như thế sao thua được ấy 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 ấy. Ôi thôi thôi mẹ, nó ao mới tôi pha ấy cay đấy mẹ, là alpha nhuận thuận nhập thạch cay đấy mẹ, không vào đấy tôi không chết đâu. Thôi clip đến đây cũng hết rồi, nên rất mong mọi người có thể like share và
hộ tôi bằng một lớp sắt nha. Bye bye, chào mọi người, hẹn mọi người các clip tiếp theo.